xin chào các bạn một lần nữa. Tối hôm nay thì mình lại tiếp tục đi về những câu chuyện chia sẻ về trải nghiệm sản phẩm và có kết quả tốt. Thì hôm nay mình lại gặp được một cô trẻ này. Thì được sau khi nghe cái sự kể chuyện là về vấn đề sức khỏe và có ấn tượng, thành ra lại mời lên đây để tiếp tục chia sẻ cho cộng đồng Việt Nam mình để giúp đỡ lẫn nhau về phương diện sức khỏe, phòng chống sức khỏe chủ động. Thì tên mình là Hannah Ái Hanh Trần. Khoa học gia về khoa học xét nghiệm, sống ở Mỹ hơn 45 năm và phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm. Và theo đuổi cái đam mê của mình là giúp cho mọi người chung quanh mình phòng chống sức khỏe chủ động bằng phương pháp thiên nhiên, bằng dược thảo thiên nhiên từ năm 2013 đến giờ quý vị. Thì hôm nay thì bên cạnh mình có một cái cô, nói là bên cạnh nhưng mình nhìn trên màn ảnh là bên cạnh, nhưng mà cô này ở tuốt bên, cô này là Xuân Linh Võ ha. Thì Xuân, hay là Linh chứ, xin lỗi. Linh ơi, em giới thiệu em đang ở đâu và em làm nghề gì, đại khái. Dạ, trước hết thì em xin chào chị Hannah Ái Hành Trần. Em tên là Xuân Linh Võ. Em hiện đang ở Houston, Texas. Và em đang làm nghề nail. Wow, Houston mà nail của chị mới ra khỏi Houston sau 2 năm ở đó. Houston rất là mê, rất đẹp. Ok, cool. Thì em làm nail nữa và em làm nail bao nhiêu lâu? Dạ thưa, em làm nail tỉnh cho tới bây giờ là được 4 năm. Chị hỏi là tại vì nhiều khi cái bệnh em đang bị thì nó có thể liên hệ tới nghề nghiệp. Thì em bị đau nhức, phải không ạ? Bây giờ em nói những cái lấn cấn về sức khỏe của em trước khi em gặp chị ngày hôm nay. Tức là ngày xưa em bị... Cách đây khoảng 2 năm á, thì em bị cái chứng bệnh đó là đau nhức. Em đau lưng và đau tay. Khi em cái lưng của em á, thì nó đau. Nó đau mà cho tới nó lan xuống tới cái mông á. Nó nhiều khi đôi khi em đang đi thì nó giống như là nó có một cái sợi dây gì đó nó cột lại, nó không cho em đi. Thì em phải đứng một hồi, em thư giãn một hồi thì em mới đi được. Đúng rồi. Và khi em ngồi thì em muốn, khi mà em làm em muốn nghiêng qua, em lấy đồ thì em phải nghiêng cả cái người, chứ còn em không thể là xoay phần trên được. Em xoay nguyên một cái người luôn. Còn cái tay của em á, thì nó bị tê. Bữa tối ngủ là nó tê dữ lắm. Và muốn cái tay bên phải của em mà muốn đưa lên thì em phải cầm cái tay bên trái em đưa nó lên. Nó đau, mà đau suốt ngày đêm, nó đau dữ lắm. Mà cái cơ thể của em là yếu. Tay chân nó yếu lắm, nó không nó đau quá, thành ra em không có làm cái gì mà nặng được hết. Em rất còn trẻ mà đã bị như vậy. Rồi thì lúc đó thì em rất là lo vì sức khỏe, vì mình còn phải đi làm đi ăn nữa. Thành ra em cũng là ráng kiếm những cái thứ gì để mà nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của mình. Em có đi bác sĩ, thì bác sĩ có cho em cái thuốc. Em có nói là em đau như vậy á. Thì bác sĩ có cho, bữa đó bác sĩ cho em là 30 ngày thuốc về cái giảm đau. Nói bác sĩ nói là nếu mà khi nào đau lắm thì uống. Nhưng mà bên cạnh đó bác sĩ cũng cho em cái thuốc trợ bao tử. Thì em thấy em cũng sợ. Nếu mà mình uống theo cái suy nghĩ của em thôi, em nói nếu mà mình uống cái này á mà nó bị bao tử nữa thì hết cái này nó qua cái kia. Em sợ. Thành ra em rất là hạn chế uống. Thì mà hạn chế như vậy thì uống thì không có sức khỏe, nó đau quá thì không có sức khỏe để làm. Đúng rồi. Sáng ngủ dậy không có dậy không nổi. Tối đi ngủ cũng mệt, là nguyên một ngày làm việc rất mệt mỏi. Thì thôi em nói chứ thôi bây giờ em mới đi theo thuốc bắc. Em nói chứ nếu thuốc bắc thì chắc có thể đỡ hơn bên Tây Y. Em ra ngoài cái tiệm mà... thuốc bắc á, em nói cái người ta cho em cái loại thuốc đó em uống. Em uống thì em cũng kiên nhẫn dữ lắm. Em uống cho tới 6 tháng. Cũng không có bớt. Rồi cái bữa đó bất chợt là có một cái cô em là tên là Khiêm ở trên Oklahoma gọi về hỏi thăm. Em mới nói sức khỏe của em giờ nó đau như vậy. Thì em mới chia sẻ cái sản phẩm. Em nói chị ơi thôi bây giờ ráng, bây giờ chị uống thử cái này thử xem. Thì lúc đó em đang đau dữ lắm mà em đang tìm những cái sản phẩm gì uống để em hỗ trợ cho sức khỏe. Thì lại được nghe như vậy thì em cứ uống thôi. Mình nói thì mình nghe lời. Em uống thì trong phòng khoảng đâu hơn nửa tháng, 20 ngày á. Nó bớt hồi nào thì em không có rõ nữa. Mà tự nhiên bữa đó cái em đưa tay lên em thấy nó ủa sao nó nhẹ. Mà cái lưng mình cũng nhẹ nữa. Lúc đó em mới bắt đầu em mới theo dõi. Thì khoảng đâu em chưa uống hết một hộp nữa. Thì em thấy nó nhẹ hẳn. Em nói rồi cái này chắc là nó hỗ trợ được cho mình.
em mừng quá em mới gọi lên Oklahoma cho em Khiêm, thì em mừng quá rồi em ráng em uống. Như khi mà em đã được như vậy rồi thì em cố gắng em uống và em rất là tin tưởng. Cho tới bây giờ là gần hơn một năm và em vẫn vậy uống, em vẫn uống, mà em nghĩ cái này nó sẽ hỗ trợ cho em, vì cái này là em biết này là của thiên nhiên, cái dinh dưỡng, thành ra em uống cho tới bây giờ luôn. Ok, cảm ơn câu chuyện của Xuân Linh Võ. Thì các bạn Linh nói luôn cho các bạn trong này biết cái tên của sản phẩm là gì đi, rồi chị sẽ chia sẻ tại sao nó lại có hiệu quả như vậy. Cái tên này là R2, nếu mà đọc theo tiếng Việt Nam mình là R2. Em chỉ đọc R2, tiếng Mỹ là R square, tức là R bình phương là R square. Các bạn nhá, R là R đó. Rồi square là R, tên chính thức của nó là từ công ty ra là R square, là của công ty Pharmanet New Skin. Và cái cô bạn của Linh đó mà nói chuyện là Kim Nguyễn, thì cô đó là cũng là một người cũng là đại diện cho công ty New Skin như mình. Thành ra chúng mình là những người mà dùng những tin tưởng vào dược thảo thiên nhiên mà được chế ra từ công nghệ của H-Lock, tức là công nghệ dựa vào biểu hiện gen để cho ra cái sản phẩm. Tức là đây là sản phẩm cao cấp và nó dựa vào cái khoa học của biểu hiện gen để cho ra quý vị. Thì cái chức năng của cái sản phẩm R2 đó, R square đó, thì nó gồm có hai cái chai này quý vị. Chai ban ngày, chai ban đêm. Thì nó chai ban ngày đó là nó có nhân sâm, đông trùng hạ thảo và trái lục. Và công dụng của nó đó là chỉ là gia tăng tăng cường trí lực, thể lực và tình lực luôn, nói thẳng là như vậy, nhờ ba cái thành phần nhân sâm, đông trùng hạ thảo và trái lục. Còn trong này đó, đây là sản phẩm ban đêm, và cái này là uống ban đêm 2 viên, còn cái anh này là uống ban ngày 6 viên. Thì ban đêm này mình uống 2 viên, và trong này nó có 3 thành phần. Nó có thành phần là chiết xuất của hạt nho, thành phần thứ hai là chiết xuất của trái cam đỏ, và thành phần thứ ba là chiết xuất của hạt broccoli, tức là cái hạt mà rau cải xanh, phải không Linh? Broccoli, rau cải xanh. Vâng, thì cái này là uống ban đêm 2 viên, và chiết xuất của 3 cái thành phần đó, và công dụng của nó đó là hỗ trợ trung hòa và loại bỏ và thải tất cả những cái chất độc cho tế bào của mình, và giúp bảo vệ và củng cố các tế bào, chống lại sự thiệt hại từ bên ngoài bằng cách cải thiện cái cơ chế bảo vệ cơ thể và giúp phục hồi chức năng tế bào bình thường. Có nghĩa đây là sản phẩm duy nhất mà trên thế giới hiện tại mà nó là thanh lọc tế bào qua khoa học của biểu hiện gen. Thì mình nói sơ sơ như vậy thôi quý vị nhá. Ở ngoài kia có nhiều sản phẩm thanh lọc lắm, nhưng mà nó gọi là không phải là thanh lọc, nhiều sản phẩm tẩy độc gan, tẩy độc đường ruột, nhưng mà chưa có sản phẩm nào mà gọi là thanh lọc tế bào. Thì trên thế giới hiện giờ chỉ có cái sản phẩm này thôi, là R2 ban đêm, R square, R bình phương các bạn nhá. Thì đây là sản phẩm duy nhất là Linh đã dùng, và trong vòng có 2 tuần em đã có kết quả ha, và em dùng đến 1.5 năm sau, phải không? Thì đến bây giờ em vẫn dùng, thì em cảm giác như là so sánh với cái sự đau đớn lúc cho tới bây giờ, em phục hồi hết chưa hay là bao nhiêu chục phần trăm? Em nghĩ chắc em được khoảng 90% á. Vậy đó hả? Okay. Dạ. Rồi thì chị chỉ muốn em chia sẻ về cái vấn lấn cấn về sức khỏe đó của em ngày hôm nay, và chị biết là sau cái sức khỏe này em dùng nhiều thứ khác lắm, không? Trong dạ đúng rồi, em tin tưởng và em thích dược lắm luôn. Dạ. Thành ra nhưng mà hôm nay mình tập trung vào cái sự đau nhất nhá. Dạ. Rồi chị cảm ơn thời giờ của Linh bỏ lên đây để chia sẻ chung với cộng đồng Việt Nam về cái vấn đề này nhá. Phòng chống sức khỏe chủ động bằng những dược thảo thiên nhiên và dựa vào khoa học của biểu hiện gen. Dạ. Rồi. Ok. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều đã cho em lên trên cái video này. Đừng nói vậy. Cảm ơn em đã bỏ thời giờ ra lên đây với chị để giúp chị rất chia sẻ về cái sản phẩm này. Nó là sản phẩm thiên nhiên. Em dùng cả 1.5 năm rồi, không có hại được phủ ngũ tạng, không có hại bên trong mình, thì đây là cái mà mình làm. Chứ còn em đi bác sĩ, tại sao em bị đau nhức? Bác sĩ cho bệnh đau nhức, cho thuốc tây để trị đau nhức mà lại cho thêm thuốc trợ bao tử, thì em hiểu rồi. Thì đó là lý do mà em sợ, em phải chạy sang thuốc bắc. Và thuốc bắc 6 tháng không hết, và cuối cùng lên sản phẩm R-Square, là R bình phương của Pharmanet New Skin. Thì trong vòng có 2 tuần em có kết quả bắt đầu giảm đi, đúng không? Dạ đúng. Vâng, và bây giờ em dùng hơn 1.5 năm rồi mà vẫn thấy khỏe ra hơn mỗi ngày, và lẽ nhiên cơ thể không có bị thiệt hại ha. Dạ.
Em nghĩ là giống như là cái sản phẩm này nó đã tái sinh lại em. Tự vì nó làm cho em khỏe mạnh để em đi làm việc. Và nó cũng để cho em là giống như là nó có một cái tinh thần khỏe mạnh để mà mình có sức khỏe. Theo em thì có sức khỏe thì có hết. Thành ra em vẫn uống và em nghĩ là cái này là em sẽ uống suốt. Chứ không khi nào em ngưng. Đúng rồi, chị cũng vậy. Chị đang dùng sản phẩm này mặc dù chị không bị đau nhức nhưng mà chị cần năng lực. Đó, thì sản phẩm và chị muốn tế bào của chị được thanh lọc mỗi ngày để mà không có bị chất độc, chất bẩn ở trong người mình. Thành ra sản phẩm này là ban ngày. Ban ngày là Asqua ban ngày. Bởi vì nó là era bình thường là như vậy các bạn. Tăng cường trí lực, thể lực và tinh lực. Nhưng mà stamina đã là sức chịu đựng công việc hàng ngày. Cái ban đêm là thanh lọc tế bào quý vị nha. Rồi. Cảm ơn quý vị nào đang có mặt để theo dõi câu chuyện nhỏ ngày hôm nay và cảm ơn Linh rất nhiều bỏ thời giờ đây lên đây với chị nhé. Dạ em xin cảm ơn. Vâng, hẹn gặp em. Cảm ơn. Em xin cảm ơn và cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Vâng, xin chào em. Dạ em chào chị.